chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành điệu siro rock với bài Hồng Ân Chúa Xuân. Đầu tiên chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn phần nhạc dạo như sau. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phần đàn nốt như sau. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngăn thứ 3. Nốt nhạc chúng ta sẽ đàn như sau. Nốt rê chúng ta sẽ đàn ở dây số 5, ngăn số 5, nốt rê, nốt son. Nốt son thì chúng ta sẽ đàn ở dây số 4, ngăn số 5, rê son. Nốt la chúng ta sẽ đàn ở dây số 3, ngăn số 2. Và nốt si dán thì chúng ta sẽ đàn ở dây số 3, ngăn số 3. Chúng ta sẽ đàn như sau. Rê, son, la, si. Khi chúng ta đàn là rê, son, la, si. Sau đó chúng ta sẽ bấm hợp âm. Son thứ chúng ta sẽ đàn chát, chát, chát. Rê, son, la, si. Bấm hợp âm son thứ chát, chát, chát. Tiếp tục chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn nói tiếp tục. Đố, si. Đố thì chúng ta sẽ đàn ở dây số 3, ngăn số 5. Đố, si. Tôi sẽ đàn lại như sau. Rê, son, la, si, chát, chát, chát. Đố, si. Tôi sẽ đàn lại một lần nữa. Rê, son, la, si, chát, chát, chát. Đố, si. Rê. Tiếp tục chúng ta sẽ đàn tiếp. Rê, pha, son, lá. Khi các bạn đàn là rê, pha, son, lá thì các bạn sẽ đàn nốt bình thường ở ba ngăn đầu. Rê, pha, son, lá. Chúng ta cũng bấm, sau đó chúng ta cũng bấm hợp âm pha trưởng. Chán, 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 xí, la. Rê, pha, son, lá, chán, 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 xí, la. Là sau đó chúng ta sẽ bấm hợp âm pha trưởng và chúng ta sẽ đàn xuống chát 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 rồi mới đàn si la. Chúng ta sẽ thực hành lại hai câu như sau. Rê son la si chát 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 đố si. Rê pha son la chát 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 si la. Tiếp tục chúng ta sẽ đàn câu thứ tư như sau. La mi fa son la mi. La là dây số 5 buông ra, mi là bấm như ngăn số 2, dây số 4 là mi. Tiếp tục fa chuyển qua son. Chúng ta sau đó chúng ta sẽ bấm hợp âm son thứ và chúng ta cũng đàn chát 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 lá son. La mi fa son chát 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 lá son. Mi fa rê. Tôi sẽ đàn lại câu thứ 3 và câu thứ 4 như sau. La mi fa son chát 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 lá son. Mi fa rê. Sau đó sau cái nốt rê là nốt cuối cùng của câu thứ tư thì chúng ta sẽ rải mi fa rê, rải hợp âm rê thứ. Chúng ta sẽ rải xuống rê, rải dây 3, dây 2, dây 1 xong chuyển qua son thứ xong trở lại rê thứ. Tôi sẽ đàn lại câu số 3 và câu số 4 như sau. La mi fa son chát 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 lá son. Mi fa rê 3 2 1 rải son rải rê. Chúng ta sẽ thực hành lại phần nhạc dạo như sau. Rê son la si chát 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 đố si. Rê fa son la chát 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 si la. La mi fa son
thực hành một lần nữa. Sau khi chúng ta đã thực hành xong phần nhạc dạo, phần intro thì chúng ta sẽ bước vào phần đệm hát. Trong phần đệm hát chúng ta sẽ chuẩn bị những học âm như sau. Thứ nhất là học âm rê thứ. Rê thứ thì các bạn sẽ bấm ngón 1, dây số 1, ngăn số 1, ngón 2, dây số 3, ngăn số 2 và ngón 3, dây số 3, dây số 2, ngăn số 3. Học âm đô trưởng chúng ta sẽ bấm như sau: ngón 1, dây số 2, ngăn số 1, ngón 2, dây số 4, ngăn số 2 và ngón 3, dây số 5, ngăn số 3. Tiếp tục chúng ta sẽ bấm học âm rê 7, ngón 1, dây số 2, ngăn số 1, ngón 2, dây số 3, ngăn số 2, ngón 3, dây số 1, ngăn số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ có học âm son thứ. Chúng ta sẽ 3 rê ở ngăn số 1, số 3, 3 rê ở ngăn số 3 tất cả các dây. Sau đó chúng ta sẽ bấm ngón 3 vào dây số 5, ngăn số 5, ngón 4 vào dây số 4, ngăn số 5. Học âm son thứ. Học âm đô 7, chúng ta sẽ bấm như học âm đô trưởng và chúng ta thêm ngón út vào dây số 3, ngăn số 3. Tiếp tục chúng ta sẽ có học âm pha trưởng. Pha trưởng chúng ta sẽ bấm như sau: ba rê tất cả các dây ngăn số 1, ngón số 1, ngón số 2 nằm ở dây số 3 ngăn số 2, ngón số 3, dây số 5 ngăn số 3. Và cuối cùng là chúng ta sẽ bấm ngón số 4 vào dây số 4 ngăn số 3. Học âm la trưởng. Học âm la 7, chúng ta sẽ bấm như sau. Học âm la 7, chúng ta sẽ ba rê ngón 1 ở ngăn số 2, dây số 1, 2, 3, 4 và ngón 3 chúng ta sẽ bấm vào dây số 1, ngăn số 3. Cuối cùng là học âm la cộng. Chúng ta sẽ bấm như sau: ngón 1, dây số 1, ngăn số 1, ngón 2, dây số 3, ngăn số 2, ngón 3, dây số 2, ngăn số 2. Trong bài học này thì chúng ta sẽ ứng dụng điệu slow rock cách số 1 và chúng ta sẽ đàn như sau. Đàn với bass, học âm nào thì chúng ta sẽ bass nốt đó, ví dụ học âm rê thì chúng ta sẽ bass nốt rê. Sau đó chúng ta sẽ đàn dây số 3, số 2, số 1, số 2, số 3. Các bạn sẽ đàn điệu slow rock như sau.
tiểu khúc 1, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đàn cách số 1. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hành như sau. Tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta sẽ bước vào học âm rên thứ. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con, chuyển qua đô trưởng. Đã cho con bao mùa xuân. Khi các bạn hát là bao mùa xuân xong thì chúng ta sẽ chuyển trở lại âm re thứ. Tôi sẽ đàn lại như sau. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con bao mùa xuân. Sau đó chúng ta sẽ chuyển qua âm re 7 và tiếp tục chúng ta sẽ hát như sau. Mùa xuân tươi thắm thì sẽ chuyển qua âm son thứ. Muôn màu chuyển qua đô 7. Rực rỡ hoa xinh. Ở đây chúng ta khi chúng ta hát tới rực rỡ hoa xinh thì chúng ta sẽ chuyển qua âm pha trưởng. Muôn màu thì là học âm đô 7. Rực rỡ hoa xuân thì hoa xinh thì chúng ta sẽ chuyển qua pha trưởng. Tôi sẽ đàn lại như sau. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con bao mùa xuân. Chuyển qua re 7. Mùa xuân tươi thắm, muôn màu rực rỡ hoa xinh. Tiếp theo chúng ta sẽ đàn tiếp tục như sau. Chúng ta sẽ đàn hợp âm pha trưởng, sau chữ sinh thì chúng ta sẽ đàn hai khuôn. Và khi chúng ta đàn qua khuôn thứ hai thì chúng ta sẽ hát tiếp tục. Rực rỡ hoa sinh, tuyệt tác kỳ công. Chúng ta sẽ chuyển qua hợp âm son thứ. Do bàn, chuyển qua đô trưởng. Tay Chúa sáng tạo, chuyển qua pha trưởng. Sau đó chuyển qua son thứ. Mai lan trúc đào, chuyển qua la 7. Tỏa hương, chuyển qua hợp âm la cộng. Hoa thơm ngát, chúng ta sẽ quay trở lại hợp âm la 7. Tôi sẽ thực hành lại thật chậm như sau. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con bao mùa xuân. Chuyển qua rê 7. Mùa xuân tươi thắm, muôn màu rực rỡ hoa xinh. Tuyệt tác kỳ công, do bàn Tây Chúa sáng tạo. Chuyển qua song thứ trước. Mai lan trúc đào la 7. Tỏa hương la cộng. Bao thơm ngát. Cuối câu thì tiểu khúc 1 thì chúng ta sẽ rải hợp âm la 7. Tôi sẽ thực hành như sau. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con bao mùa xuân. Mùa xuân tươi thắm, muôn màu rực rỡ hoa xinh. Tuyệt tác kỳ công, do bàn tay Chúa sáng tạo. Chuyển qua sang thứ trước. Mai lan trúc đào, tỏa hương hoa thơm ngát. Chúng ta sẽ thực hành lại tiểu khúc 1 như sau. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con bao mùa xuân. Rực rỡ hoa xinh.
bàn tay Chúa sáng tạo. Mai làm chúng đào tòa hương hoa thơm ngát. Sau khi chúng ta đã hát hết tiểu khúc 1 thì chúng ta sẽ bước qua tiểu khúc 2. Thì trong phần tiểu khúc 2 này đó thì chúng ta sẽ thực hành một cách đàn khác, một cách điệu siro rock khác. Chúng ta sẽ đàn như sau: bát ba hai hai ba một hai ba bát ba hai hai ba một hai ba bát ba hai hai ba một hai ba bát. Ở những hợp âm nào chúng ta bát dây số 4, ví dụ như hợp âm rê thứ hay là rê 7, thì chúng ta sẽ đàn là bát ba hai hai ba một hai ba bát ba hai hai ba một hai ba bát. Còn lại những hợp âm khác thì chúng ta chỉ cần đàn nốt bát và 4 3 2 3 1 2 3 là đúng. Ví dụ chúng ta bấm hợp âm la 7, chúng ta sẽ đàn là bát 4 3 2 3 1 2 3 bát 4 3 2 3 1 2 3 bát 4 3 2 3 1 2 3 bát bát 4 3 2 3 1 2 3 bát 4 3 2 3 1 2 3 bát. Hoặc là chúng ta bấm hợp âm son thứ thì chúng ta cũng đàn dây bát là dây số 6 nhân số 3, nhưng mà chúng ta cũng đàn là bát 4 3 2 3 1 bát 4 3 2 3 1 2 3 bát 4 3 2 3 1 2 3 bát 4 3 2 3 1 2 3. Tôi sẽ thực hành lại tiểu khúc 2 như sau: hồng ân Thiên Chúa xuân bao la trên mùa xuân, đùa vui trong nắng chim cùng hoa cùng liêu lo, còn tin hoa ca buồn mùa thu đông xuân hạ, khoe muôn sắc màu. Khi chúng ta hát tới khoe muôn sắc màu thì chúng ta sẽ chuyển qua câu thứ hai. Câu thứ hai: khoe muôn sắc màu, chuyển qua câu thứ hai thì chúng ta sẽ bước vào học âm la 7. Khoe muôn sắc màu cùng ông bướm say duyên lành, thì chúng ta sẽ hát là ông bướm say duyên lành. Tôi sẽ hát lại phần cuối của tiểu khúc thứ hai: khoe muôn sắc màu ông bướm say duyên lành. Thực hành lại tiểu khúc 2: hồng ân Thiên Chúa xuân bao la trên mùa xuân, đùa vui trong nắng chim cùng hoa cúc liêu lo, rồi tin hoa ca bốn mùa thu đông xuân hạ, sắc màu ông bướm say duyên lành. Chúng ta sẽ thực hành lại phần tiểu khúc 1 và 2 như sau: tạ ơn Thiên Chúa đã cho con bao mùa xuân, mùa xuân tươi thắm muôn màu rực rỡ hoa sinh, tuyệt tác kỳ công do bàn tay Chúa sáng tạo. Mai làng chúng đào tòa hương mây thơm ngát, hồng ân Thiên Chúa xuân bao la trên mùa xuân, đùa vui trong nắng chim cùng
và khúc liêu lo sườn tiên hoa ca bốn mùa thu đông xuân hạ khoe muôn sắc màu ông bướm say duyên hành. Ở đây khi chúng ta hát hết phần tiểu khúc 1 và 2 thì chúng ta sẽ bước vào phần điệp khúc. Ở trong phần điệp khúc thì chúng ta cũng có hai phần, và hai phần này thì chúng ta sẽ cùng đàn một tiết điệu là cách số 3. Chúng ta sẽ đàn như sau: đánh xuống 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 lên xuống lên xuống 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 lên xuống lên xuống 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 xuống. Chúng ta có thể đàn như sau: xuống xuống lên xuống lên xuống 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 lên xuống lên xuống 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 lên xuống lên xuống 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 xuống. Chúng ta sẽ vừa đàn vừa đếm như sau: 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. Trong phần lý thuyết khi chúng ta gặp chữ N có nghĩa là phím đàn xuống và chữ V là phím đàn lên, và chúng ta sẽ ký hiệu cho các bạn, các bạn sẽ đàn là bùm, chữ bùm có nghĩa là chữ B, bùm 1 2 3 4 5 6 7. Thì sau số 7 chúng ta khi chuyển hợp âm chúng ta sẽ buông ra: bùm 1 2 3 4 5 6 7, bùm 1 2 3 4 5 6 7, bùm 1 2 3 4 5 6 7, bùm 1 2 3 4 5 6 7. Ví dụ khi chúng ta hát hết tiểu khúc 2 thì chúng ta sẽ bước vào phần điệp khúc. Thì trước khi bước vào phần điệp khúc chúng ta sẽ có âm re 7, và từ âm re 7 này thì chúng ta sẽ chuyển qua cách số 3. Tôi sẽ thực hành tiểu điệp khúc 1 như sau. Các bạn sẽ hát câu cuối cùng của tiểu khúc 2: ông bướm say duyên tình. Chuyển qua cách số 3: ông ơn Thiên Chúa, Chúa xuân một mùa xuân mới, thánh ơn cùng dân câu kinh, Chúa xuân mùa xuân mới. Chúng ta sẽ thực hành lại điệp khúc 1 như sau: lòng ơn Thiên Chúa, chuyển qua song tứ, Chúa xuân một mùa xuân mới, chuyển qua pha trưởng, thánh ơn cùng dân câu kinh, chuyển qua song thứ, Chúa xuân chuyển qua đô 7, mùa xuân mới chuyển qua pha trưởng, sau đó chuyển lại trở lại re 7 để qua tiểu khúc điệp khúc 2. Nó sẽ đàn lại như sau: lòng ơn Thiên Chúa, Chúa xuân một mùa xuân mới, thánh ơn cùng dân câu kinh, Chúa xuân mùa xuân mới. Chúng ta sẽ thực hành điệp khúc. Hồng ân Thiên Chúa, Chúa xuân một mùa xuân mới, thánh ân dân cầu kinh, Chúa xuân mùa xuân mới. Chỉ qua đây để lại trở lại, chúng ta sẽ thực hành lại như sau: ân Thiên Chúa, Chúa xuân một mùa xuân mới, thánh ân dâng cầu kinh, Chúa xuân mùa xuân mới. Và ở phần điệp khúc 2 chúng ta cũng đàn tương tự như điệp khúc 1, thực hành như sau: hồng ân Thiên Chúa, Chúa xuân lời kinh tri ân, Chúa xuân cùng dân lên Chúa, Chúa xuân mùa xuân này.
tôi sẽ thực hành lại phần điệp khúc một lần nữa. Ông bướm say trên đỉnh, phòng ân Thiên Chúa, Chúa Xuân, một mùa xuân mới, thánh ân dâng cầu kinh, Chúa Xuân, mùa xuân mới. Phòng ân Thiên Chúa, Chúa Xuân, lời kinh tri ân, Chúa Xuân, dâng lên Chúa, Chúa Xuân, mùa xuân này. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lại phần tiểu khúc và phần điệp khúc của bài Hồng Ân Chúa Sự từ câu dạo luôn. Thiên Chúa đã cho con bao mùa xuân tươi thắm, muôn màu rực rỡ hoa sinh. Để tắt khi công do bàn tay Chúa sẵn tạo, mai lan chúng đào tòa hương hoa thơm ngát. Hồng ân Thiên Chúa xuân bao la trên mùa xuân, chùa vui trong nắng chiêm cùng hoa khúc liêu lo, giòn tin hoa ca bốn mùa thu đông xuân. Sắc màu ông bướm xanh duyên lành, hồng ân Thiên Chúa, Chúa Xuân, một mùa xuân mới, thánh ân dân cầu kinh, Chúa Xuân, mùa xuân mới. Hồng ân Thiên Chúa, Chúa Xuân, lời kinh ân, Chúa Xuân dâng lên Chúa, Chúa Xuân mùa xuân này. Và sau khi chúng ta đã hát hết phần điệp khúc 2 thì chúng ta sẽ đàn lại phần nhạc dạo, và chúng ta cũng hát tương tự như phần hướng dẫn đầu tiên, nghĩa là chúng ta đàn phần nhạc dạo, hát phần tiểu khúc, sau đó chuyển qua điệp khúc, và chúng ta sẽ theo thứ tự như vậy cho đến hết bài. Thực hành điệu xì rô róc với bài Hồng Ân Chúa Xuân đến đây là hết. Thương ái chào các bạn.